Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Thời sự Biển Đông, cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông, hoạt động của Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và các bên liên quan, cũng như là những phân tích, bình luận của các chuyên gia học giả trong nước và quốc tế. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng Nhật Bản phản đối các hành động vũ lực tại Biển Đông. Trung Quốc trang bị tên lửa hành trình mới cho oanh tạc cơ. Nhật Bản, Australia cam kết tăng cường hiện diện tại Biển Đông, phản đối quân sự hóa. Trung Quốc tố Mỹ đưa khu trục hạm xâm phạm quần đảo Hoàng Sa. Thưa quý vị, sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào sáng ngày 20 tháng 10 đã tiếp tục chuyến công du Đông Nam Á tới Indonesia. Và tại đây, thì vị tân Thủ tướng đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích các hành động đi ngược lại với sự thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ những mối lo ngại mới đây về một nhóm NATO mới đang hình thành ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo hãng thông tấn Nhật Kyodo News, tại cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta ngày 21 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Indonesia để kết thúc chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định rằng Nhật Bản đang theo dõi tình hình Biển Đông với sự lo ngại, đồng thời tuyên bố Tokyo phản đối mạnh mẽ mọi hành động gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Suga phát biểu, tôi một lần nữa xin nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tất cả các nước liên quan đến vấn đề Biển Đông không thực hiện các hành động vũ lực hoặc cưỡng ép, thay vào đó nên giải quyết các tranh chấp, đưa đến những giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Suga cũng bác bỏ những lo ngại mà Trung Quốc đã nêu ra trong những ngày gần đây về tin đồn Nhật Bản đang thảo luận với Mỹ và các nước chung chí hướng nhằm thành lập liên minh quân sự theo hình mẫu NATO tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông khẳng định phản ứng của Nhật Bản hay Mỹ tại Biển Đông không nhằm vào bất cứ nước nào và tuyên bố rằng Tokyo và Washington sẵn sàng hợp tác với bất cứ quốc gia nào có chung tư tưởng. Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Suga khẳng định Nhật Bản và ASEAN là đồng hữu lâu năm, đều mong muốn sự thượng tôn luật pháp và cởi mở tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng mối quan hệ gần gũi hơn giữa Nhật Bản và ASEAN sẽ tạo nền tảng cho kinh tế trong khu vực thịnh vượng. Một video được đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày gần đây dường như đã cho thấy hình ảnh máy bay đánh bom chiến lược của Không quân Giải phóng quân Trung Quốc được trang bị một loại tên lửa siêu thanh mới. Và đáng chú ý, đó là những mẫu máy bay từng được Bắc Kinh phi pháp triển khai tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin, đoạn video gây xôn xao dư luận Trung Quốc cũng như giới quan sát quốc tế những ngày qua đã ghi lại cảnh oanh tạc H-6N của Trung Quốc đang hạ cánh với một tên lửa hành trình cỡ lớn được lắp đặt dưới thân máy bạt. Một số nhà phân tích quân sự thuộc quân đội Trung Quốc nhận định đây có thể là một loại tên lửa hành trình có khả năng siêu thanh được cải tiến từ loại tên lửa Changjiang. Một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết tên lửa Changjiang CJ-20 đã tồn tại từ 10 năm nay, trong khi các quốc gia khác đang chạy đua trong việc phát triển các hệ thống phòng thủ tiên tiến và nhiều loại vũ khí siêu thanh khác. Đã đến lúc không quân Trung Quốc nâng cấp tên lửa để tăng tầm tấn công. Chuyên gia này nói tiếp, ở thời điểm hiện tại, khả năng tấn công của không quân Trung Quốc bị giới hạn bởi các máy bay ném bom. Đối với dòng máy bay H-6, chỉ có biến thể H-6N mới có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, nên đây là điểm yếu rõ rệt về tầm bay. Điều này buộc không quân phải nâng cấp tên lửa nhằm giảm thiểu vấn đề tầm bắn. Tuy nhiên, trang tin Baijian Hao của Trung Quốc dẫn lời một nhà bình luận quân sự khác lại cho rằng, loại tên lửa trên có thể là biến thể của dòng tên lửa đạn đạo DF-17 do vũ khí này có thiết kế khá giống với DF-17. Đặc biệt là ở phần đầu tên lửa có hình dáng bẹt. Qua cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Tokyo, Australia và Nhật Bản đã tuyên bố cam kết tăng cường sự hiện diện qua các hoạt động hàng hải tại Biển Đông giữa bối cảnh những lo ngại về các hành động đơn phương cưỡng ép và làm mất ổn định đang liên tục đe dọa làm thay đổi thực trạng tại khu vực. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 20 tháng 10 sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds với người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nobuo tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hai cường quốc khẳng định đã thảo luận về các cam kết xây dựng quan hệ an ninh và quốc phòng song phương ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Cả hai nhất trí tầm quan trọng của việc tự do di chuyển trên biển và trên không tại khu vực, và hai quốc gia đều có lợi ích chiến lược trong hợp tác an ninh, quốc phòng, bao gồm hợp tác trong ngành quốc phòng, công nghệ và khoa học quốc phòng, diễn tập cũng như các vấn đề khu vực mà hai nước có chung lợi ích. Nhật Bản và Australia cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dù không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc, cả hai bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông, việc sử dụng các tàu tuần duyên một cách nguy hiểm. Hãng thông tấn AP dẫn tuyên bố chung cho biết, hai bộ trưởng phản đối mạnh mẽ bất cứ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng sự cưỡng ép trên Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng trong việc gìn giữ tự do đi lại và bay qua khu vực. Hai bộ trưởng đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, Australia cũng xác nhận tham gia cuộc diễn tập chung với Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ trong tháng tới. Thông tin đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc leo thang quanh các vụ chạm trán quân sự ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Mỹ thời gian qua đang thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Vừa qua, sau khi tuyên bố đã theo dõi một khu trục hạm của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc đã tiếp tục cáo buộc chiến hạm này xâm phạm mà không có sự cho phép của Bắc Kinh vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chính phủ Bắc Kinh đã cáo buộc Washington đang gửi những tín hiệu sai lệch tới phe ủng hộ độc lập cho Đài Loan vào tuần vừa qua sau một chiến hạm Hải quân Mỹ được phát hiện di chuyển qua eo biển Đài Loan, khiến lực lượng Hải quân, quân giải phóng quân Trung Quốc trong khu vực phải cảnh giác cao độ. Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, vẫn luôn nhạy cảm với mọi hoạt động quân sự của Mỹ xung quanh hòn đảo này. Thiếu tướng Zhang Chun-soan, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc cho biết rằng các lực lượng trên không và trên biển đã được huy động để bám sát tàu USS Barry, một khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Alebuke đã nhiều lần hoạt động trong khu vực trong năm nay. Thiếu tướng Zhang tuyên bố Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đang yêu cầu nước Mỹ ngừng gây rối thông qua các hành động ở eo biển Đài Loan. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Trung Quốc sẽ cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kiên quyết bảo vệ nhịp độ và sự ổn định xung quanh eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ xác nhận rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Alebuke đã tiến hành quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 14 tháng 10 và hoạt động tuân theo luật pháp quốc tế. Hải quân Mỹ cho biết việc khu trục hạm di chuyển qua eo biển Đài Loan là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ khẳng định thêm rằng lực lượng sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Tuy nhiên, USS Barry không phải là tàu chiến quốc tế duy nhất đã đi qua eo biển dài 110 dặm ngăn cách Trung Quốc đại lục với Trung Quốc trong tháng này. Một tàu hộ tống của Hải quân Canada đã đi qua eo biển vào ngày 3 tháng 10, di chuyển từ Biển Đông đến Biển Hoa Đông. Ngoài ra, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện hải trình qua eo biển này hàng chục lần trong năm nay. Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 8, khi tàu khu trục lớp Alebuke USS Hansi đi qua Đài Loan. Vài ngày sau, một tàu khu trục lớp Alebuke khác, USS Mustin, thực hiện một chuyến đi tương tự trên đường thủy quốc tế. Cũng đáng chú ý là khu trục hạm USS Barry chính là tàu chiến mà Hải quân Quân đội Giải phóng quân Trung Quốc đã trục xuất khỏi vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vào tháng 4. Bắc Kinh đồng thời cáo buộc rằng tàu khu trục của Mỹ đã xâm phạm mà không có sự cho phép của Bắc Kinh vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành trình tuần trước qua Đài Loan có thể cũng đã quen thuộc với thủy thủ đoàn của USS Barry vì nó đã đi qua eo biển này vào tháng 4 trước khi hoạt động ở Biển Đông. Các quan chức Hải quân Hoa Kỳ vẫn khẳng định rằng tàu khu trục chưa bị trục xuất khỏi khu vực. Hải quân cho biết tàu chiến đã tiến hành đúng kế hoạch mà không gặp phải bất kỳ hành vi không an toàn hoặc thiếu chuyên nghiệp nào từ máy bay quân sự hoặc tàu chiến của Trung Quốc. USS Barry đã hoạt động ở Biển Đông, hoạt động cùng với tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và tàu tấn công đổ bộ USS America, hoạt động trong khu vực, trong khi tàu USS Theodore Roosevelt vẫn nằm ngoài biên giới ở Guam do đại dịch COVID-19 bùng phát. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bản tin Biển Đông của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông và trong khu vực, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh của chúng tôi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.